Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi Một Chân. Vâng, thì ngày hôm nay có một cái hoàn cảnh hết sức là đáng thương. Phi muốn chia sẻ lên cho quý vị biết một cái hoàn cảnh này. Đó là hoàn cảnh của chị Đặng Thị Yến, năm nay chị 42 tuổi, hiện ở tại là thôn Vĩnh Bình, xã Tâm Thăng, thành phố Tâm Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thì nơi đây cách trung tâm thành phố tầm 10 cây số. Hoàn cảnh của chị là có ba người con. Thì trong hai người con đó là bị tâm thần. Chồng của chị thì mới mất cách đây 3-4 năm gì đó. Thì Phi cũng được biết cái câu chuyện của chị qua một người giới thiệu. Thì hàng ngày là chị đi nhặt ve chai để buôn bán, kiếm tiền, nuôi con. Ok, thì quý vị cùng Phi vào tìm hiểu cái câu chuyện nhà chị như thế nào ha. Thì Phi mới nghe thấy cũng hết sức là đau lòng khi có hai người con bị tâm thần phải xuyên xích tại nhà. Rồi, quý vị cùng Phi đi vào bên trong ha. Chị là chị Yến đúng không ạ? Dạ. Thì em cũng được biết hoàn cảnh nhà chị là có hai người con trai bị vấn đề thần kinh hả? Dạ. Đây là hai cháu đây hả? Dạ. Này cháu lớn hay cháu nhỏ đây? Giữa đó. Cháu giữa hả? Nhiều tuổi rồi? Có biết gì không? Không. Không biết gì hả? Còn cháu đó là cháu lớn hả? Dạ. Cháu này là nhiêu tuổi vậy? Cháu này nè. Nó sinh năm 2000 đó. 2000. Sinh năm 2000 đến giờ là 2000 đến giờ là 21 tuổi rồi đó hả? Dạ. Cũng lớn dữ vậy hả? Mà sao xiềng xích vậy chị? Chị vô đây, chị vô đây chị ngồi đi. Nó là xiềng xích nó đầy miếng nó phố miếng. Ừ. Cái xiềng xích nó lệ trong thâu. Ngồi xuống đó đi. Nó phá lắm hả? Dạ. Bây giờ là mình nhốt miết ở nhà đây đây. Là từ trước đến nay là hơn 20 năm. Là mình cứ nhốt miết đó hả? Dạ. Rồi ở nhà có hay phá phát gì không chị? Trời, nó mà thố dài ra nó phó đủ đài rồi. Có hung không? Có quấn ai không? Không. Không hả? Còn cô này có quấn ai không? Cũng không. Hiền hả? Ôi trời ơi. Còn một đứa con của chị nữa đâu rồi? Nó được cháu trên bên này, trên nhỏ gần đây. Đứa con út hả? Là mấy tuổi? Dạ, thằng nó mà nay 12, 13 tuổi đó. Thằng kia là thằng nhỏ đó là bình thường hết. Còn hai thằng là bị chồng của chị là mất cách đây mấy năm? 3 năm. 3 năm hả? Là anh là bị sao mất? Trèo cây á, té chết. Trèo cây té chết hả? Dạ. Trèo cây mà té chết kinh nữa hả? Tiều bị té chắc xương sườn nổ chắc đụng ở trên cái xăng của họ nè. Té trên cao xuống hả? Chết 3 năm rồi. Bây giờ chị cũng thấp thì làm lâu chưa? Nhỏ này làm lâu rồi. Lâu rồi hả? Họ còn sống mà lùm cho nó cho tiền lùm họ nó lâu. Cô này nó ở miếng trong nhà nó da nó trắng vậy? Nó có đèn hồng. Không biết gì hết luôn hả? Dạ. Ngậm cái gì trong miệng mà ngậm miếng nhai miếng nữa. Nó cán cái áo này nè. Cán cái áo này hả? Ôi, anh nhằn cái áo đó hả? Nó đầu nằm chỗ rồi tiểu tiện chỗ đi luôn. Dạ. Cái đầu chị dọn hả? Dạ. Trời. Rồi anh này có ở nhà có phụ giúp gì được không? Có lụng gì được ăn gì nằm đó. Ăn mới phá thôi hả? Rồi đi buông ve chai rồi có ổn định không chị? Dạ, thì chị cũng đi... được. Hả? Nói trong cũng được. Cũng được hả? Ui, anh nha em biết hả? Có chê đâu sao à? Quần áo treo nhiều dữ vậy? Quần ố khăm. Nóng thì ngồi đây mở cửa ra chỗ này móc được chút ra thôi nắng. Rồi mình đi nhặt ve chai rồi mình đi quanh mình tìm hả chị? Dạ. Chai đó hả? Cái này nhỏ họ bón. Nhờ mấy người xung quanh đây là bón nó đem gì nhờ được. Cái mình đi gom cái đi. Chứ không mua người kia chở bón cho con bỏ con nữ vừa nữ chứ không đem gì nhờ. Mua ít đem gì nhờ ra. Đem nhờ cái giòn giòn cái mình đi bón hả? Dạ. Rồi cũng đủ tiền lo cho mấy đứa ăn học. Dạ. Một thằng ăn học chứ mấy.
Còn 2 tháng nữa ở nhà. Dạ. Rồi cuộc sống thấy có thiếu thốn khó khăn gì không chị? Có chứ, nhờ nhà nước đủ cho chứ. Ví dụ e lùng được thiện hồng cho được cái cam, cái mua vụ, có cho được mua vụ rồi đó. Dạ. Mới giờ rồi họ cũng cho mấy cái chứ. Nó thấy hoàn cảnh đi họ tới họ thăm mà cho mấy. Là nhà của mình là nhà nước làm cho? Dạ, nhà nước luôn cho, tất tật hết, nhà trên nhà dưới cũng nhà nước cho hết rồi đó. Làm lâu chưa? Cái nhà này lùng được 6-7 năm rồi, cái nhà nướng máu lùng thông 11 năm ngói đây. À, nhà tây nhà làm năm ngói, còn nhà này là làm 6-7 năm rồi. Dạ. Cũng nhà nước cho hết chứ. Dạ. Nó hầu nhà nước mục tiêu cho gỗ, bũ lục rồi họ cho chứ đó, chứ họ thấy lùng từ thiện đó, họ cho gỗ, cho tiền rồi mấy đứa đó, nó ăn sống hàng ngày đó, cũng như nhà nước hết này. Cái người hầu nó đi lùng từ thiện rồi đó. Chùa thằng con này là từ lúc mà sinh ra là không biết gì luôn hả? Dạ. Dễ biết ra hả? Ân đến lùng đủ thứ. Rồi có tắm rửa gì không chị? Có chứ. À. Tắm một ngày 2-3 lần đó chứ, trừ đang đi buôn lò không có tắm. À, tắm ngày 2-3 lần luôn hả? Nhưng mà anh cứ gửi miết rồi hả? Đé nó, mình kheo quá, mình do lo, mình dọn, mình trò chứ chịu chi nổi. Dạ. Yeah. Còn anh này là anh nhạy hơn hả? Anh này tự nó tắm. Anh này cho anh ăn được lắm không? Chút. Đó mua cũng đi bậy bậy điên miết nữa đó. À. Anh ăn hết lon gạo không? Đi em mà em có họ. À. Không biết ăn cái nhỏ. Anh đi lang thang rồi gặp cái đám giỗ gì là anh gái anh ăn hả? Chứ họ kêu nó đi, nó quen mấy cái ông ở đây nè. Dạ. Cái họ lùng nó mua đồ nó đi theo. Cái họ thấy mình cho ít ngòn bột rất là thay tiêu chứ. Nó đâu có biết lùng chứ đâu. Dạ. Không có thì về nhà nằm đó đó. Quần đó kìa. Đó là quần luôn hả? Thì. Ui. Rứa rồi mình Lái cái quần kia cơ cung. Tí tí. Rứa rồi mình cứ dọn miếng đó hả? Dọn. Rồi đó là quần luôn kìa. Chơi đó. Đây. Tôi đi thay nè. Đứng dậy ta. Đứng lên, đứng lên. Thay cái quần coi. Đứng dậy nhanh lên nào. Cho nó lau quần. Ừ. Cầm mặt luôn chứ. Cứ đá miết rồi hả? Đá ý rồi mình dọn miết rồi hả? Dọn miết rồi. Chưa ta. Chứ mình lau được đó, chút nữa có phải dầu nước chứ không nó khe chịu nó nổ. Nhưng mới dầu nước chứ không khai. Lau chứ không bình, mình dạng dạng vũ. Đứng dẫn nó đứng dậy tí tí. Dẫn lên giường á. Mệt. Nên nhằn cái áo ảnh anh nhằn gần đứt rồi. Cá mù nó lụt rập tét á. Cứ cái áo này mặc hồi vậy hả chị? Mặc hồi cái áo này hả? Dạ. Cái áo này mặc hồi vậy hả? Mặc mí có đồ cái mứa đó chứ, mà nó cũng cán rửa mít đó chứ. À, cái nào cũng cán hết. Anh đi anh nhờ anh ra anh tráng gì? Thôi bữa nay cũng đến thăm chị và cũng biết được hoàn cảnh của chị thì... Dạ. Em cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi cho chị ít tiền để chị lo cho mấy cháu ha. Dạ. Thì em thay mặt cho chị Đặng Tiểu Linh ở bên Mỹ gửi 1 triệu và chị Tố Anh ở bên Mỹ gửi 1 triệu nữa là 2 triệu. Dạ. Ha. Em gửi chị 2 triệu để chị lo cho mấy cháu nha. Dạ. Rồi. Dạ anh cảm ơn mấy anh. Em đùi chứ chữ đây. Dạ. Yeah. Thôi cố gắng nha. Dạ. Ừ. Anh này mai cũng không quậy phá gì hết đâu. Dạ. Ừ. Nó đi là tùm lum hết. Đi lang thang. Giờ mà anh thằng ni nè. Ấy mà giờ mà mở thằng ni ra là nó đi. Ôi, nó đạt gặp ba chế đổ hết nái. Nó đi là mình không tìm ra luôn hả? Dạ. Có khi nào đi lạc không? Có, hồi lão bộ nó còn sống đi tùm lum hết chứ. Ừ. Đi lạc mình phải đi tìm. Dạ. Trừ mình đi lùm mấy cái thao cột nó chủ nó cho mình đi lùm chứ không e đi tìm. Ừ. Dẫn nó lên tí. Nó bắt đồ bậy bậy nó ăn á, em phải nó ái ra. Đi bà dẫn nó lên.
Không biết gì hết hả chị? Gặp cái chị bóc bên nói lục à. Không biết cái chị lùng. Gặp cái chị lùng nó lên lên tí. Điện thoại chưa? Chị lùng biết là bật cái chị cũng bỏ vô miệng vậy. Dạ, không biết cái chị lùng. Ừ. Trời ơi. Rồi anh ăn uống có được không vậy? Ăn cũng nén nén đó cũng ít. Ăn ít hả? Dạ, đi mua thuốc bổ rồi cho nó uống vô, nó ăn mấy bữa nay thôi được được đó. Ừ. Tối ngủ rồi có ra lá la, 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 gì không? Không. Tối bật cái máy quật miết rồi đó. Ừ. Nhà mình là có ai bị tâm thần, thần kinh gì không? Có di truyền gì không? Dạ, hồi xưa có không biết, bên bo nó có không biết chứ không biết đâu. Bên bên ba đó hả? Dạ. À. Anh ba là có hồi là ông nội là có bị không? Không. Không hả? Ở bên nó ít có người bị. À, bên bên chị có bị không? Có một đứa bị với mà bị rất không giếng thôi, vậy nó không có bị tâm thần. À. Hai quý vị tháng chị mới có 42 tuổi mà nhìn rất là lớn. Dạ giống như là năm 52 tuổi vậy, hơn 10 tuổi. Có 42 tuổi mới sinh năm 80. Vì mới mới đầu Phi nhìn thì Phi tưởng mua chị cũng lớn tuổi rồi nhưng mà mới có 42 tuổi thôi. Chắc mình lo cũng cuộc sống lam lũ cũng bon chen. Ôi đi cực lo, khổ. Lo đi buôn đi bón biết á, về kiếm tiền luôn mấy đứa đây chứ trừ bón nó qua đời rồi. Trừ mình nó cũng nhờ phần nhà nước, cũng nhờ phần bên quyên góp rồi chứ mình phải đi lùn đi ăn chứ. Yeah. Họ mới thương mà mới cho chứ mình làm biến giữa chứ họ cho. Yeah. Ở đây nó tranh giành lắm, ví dụ cho được cái chi là họ cũng kêu con nó làm biến đứa khóc mà cho. Mình phải đi ừ. Làm chứ còn ở nhà biết làm sao trong trời được. Đi buôn đi bốn kiếm. Chị là quê gốc là ở đâu? Ở Bình Định. Ở Bình Định vô đây hả? Vô đây rồi có chồng ở đây. Có bà chị bở, bà chị ruột bở ở gần đây nè, à, chị đó. Chồng ở gần đây. Ở trong này. Có mấy đứa cháu luôn. Là vô đây được hai mấy năm rồi. Rồi có hai về bên ngoại nữa không? Bên bố nó còn sống cái gì chứ trừ ông có đầu không có gì được. Rồi giờ ở bên ngoại là không còn ai hết. Ông bà còn ngồi. Chứ còn chú bốt được nữa chứ. Nó là cũng phía bên nước cũng đón. Cho mẹ trách hết chứ còn chú được. Dạ. Dẫn nó vô tí. Anh này mà chị thả anh ra là anh đi không biết chỗ nào luôn hả? Dẫn nó vô tắm. Tiếp. Cái đỡ điện bạn bỏ bóc đồ ăn. Sao tay chân ếm dữ vậy? Nó ốm nó đó, nó ít ăn đó, mở mua thuốc bổ rồi cho nó uống chứ nước yến với cơ tư, chứ nước canxi đồ cũng thấy nó không nhầm gì đâu hết. Thì đi hỏi mấy người rồi uống. Tay chân ốm ốm nhôm nè, gài cái này. Hình như nút trong trong bụng nó chắc nó nhiều nhiều thứ trong bụng đúng không? Không. Hả? Trên gặp mở chị. Cửa rứa ra chứ đóng cửa lại không có, không có đồ ăn trong này. À. Cái anh gặp cái chị là anh liền cái này hả? Anh lẩm. Dạ mà không có thâu ở trong đi cái nền nãy cái hầu nhỏ cũ cái này tọng này nhỏ hư đó sụp đổ đó họ nhìn mới cho đó rồi đái nữa được kìa mới đây mà đái lại rồi dạ cự đi nha đế này ui đái miết rồi hả nếu rồi chị đi lượm ve chai rồi mà bình thường ở Nga ban nhà ban ngày đế này vậy thì mình về mình dẹp mình vũ thâu dọn miết đó thôi mình về thì chắc cũng hôi lắm mày. Ui, cái thứ hầu cũng phải lùn chứ sao sạch chứ. Nhưng mà mình đi cả ngày rồi mình mới về mình dọn lại chứ. Hả? Đi chặt chút nữa gì trừ. Trừ đi chở he ba chỗ nó mua rồi, trừ lên chở cái gì bỏ đó cái gì. Trừ ảnh nhàn biết cái là gì cái ăn cơm có chiều rồi he bây giờ có đi chở tiếp lẹ. Ảnh nhàn cái áo ảnh gần gần gấp thấy trơn rồi kìa. Ê như là chuột gặm nữa. Tội chứ. Chú nó kén kém mùa nó cũng kén giận nó lên tiếng giận nó lên đứng dậy tâm đứng dậy đứng dậy đứng dậy rồi rồi thay đồ 20 năm đi đi đứng lên đó thì anh bóc bóc cái gì cũng lượm lắm đó đứng lên đứng lên ngồi xuống đi mở cái cửa này lên là nó vẫn lùn đó mặt ngồi xịt chua đi có nói là, có nói được không chị dạ, không không nói được luôn hả
không nói được luôn. Còn câu này nói được chứ hả? Dạ. Nói mà ít nói hả? Nó không biết hay ít nói. Đang thấy anh vô không thấy nói gì hết nữa. Nó sợ lắm. Sợ hả? Sợ người lạ hả? Đi nữa. Hả? Có sợ không? Đâu, từ đâu. À, không sợ. Nãy giờ không nói, tưởng mà sợ chứ. Ui, đưa đi, đi lao cái đồ này rồi. Chuyện nào, đồ đứng chặt ra. Đi dọn dẹp giống thâu, cần nhau. Thế là mình phải dọn dẹp lâu miết thôi hả? Ồ, có nước, chợ nhòa đồ dính nước chứ. Ừ. Mua cái đồ xịt đồ giống thâu chịu chứ nấu. Cái nước đé này nó khe, nó không chịu khăm nổi chứ. Nhà này thì cũng nhà nước làm cho chị 6-7 năm rồi. Còn hàng ngày là chị đi luyện mà chai bao đi bung chai bao đi quý vị. Người phụ nữ bây giờ không có chồng, có 3 đứa con, 2 đứa bị tâm thần như thế này. Nhìn cứ gãi miết. Thôi dạ. Chị lo cho mấy đứa, em cũng xin phép em đi nha. Dạ, thăm cho mấy hết đi. Dạ, dạ, rồi. Dạ. Thôi có gì cố gắng vậy ha. Dạ. Rồi. Em cũng biết có hoàn cảnh của chị, em đến thăm thử. Dạ. Dạ rồi, rất thôi vậy ha. Dạ, cảm ơn hết rồi. Rồi, thôi Phi cũng xin kết thúc clip ở đây nha. Dạ. Rồi, bye bye mọi người.